Xin được bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Trang, giáo lý viên ban phụ truyền giáo lý ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đến từ Thâm Ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tự sanh. Hòa Bình giáo chủ sáng tác tại Bạc Liêu ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ 1942. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Phạm Văn Đưa, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, cũng là trưởng ban tổ chức cho buổi thuyết giảng trong buổi sáng ngày hôm nay, và kính thưa các vị đại diện cho ban quản tự chùa Hiệp Hòa Tự, trụ sở ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa các vị là trưởng ban, phó ban, các vị là trị sự viên của tất cả các ban trị sự xã bàn sở tại, cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày đầu tháng, mùng 1 tháng 2, cũng là ngày mà chúng tôi và giáo lý viên Nguyễn Văn Tạo được ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương phân công đến đây để cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với toàn thể chư quý vị trong buổi sáng này. Vậy thì lời nói đầu tiên mạn phép cho chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe an lành, lời chào mừng kính cận nhất. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, hôm nay là cái ngày đầu tháng 2. Chúng ta đã khép lại một cái tháng giêng vô cùng hạnh phúc, thưa quý vị. Mình đã hưởng một cái Tết vô cùng an lạc, đó là Tết Giáp Thìn 2024. Khép lại một cái tháng giêng đầy những cái sự hứa hẹn, sự hạnh phúc và chờ đợi. Và bây giờ chúng ta lại bắt đầu mở ra một cái tháng mới để chúng ta thực hiện những cái hoài bão, ước mơ của bản thân của chúng ta, hoàn thành cái quá trình tu của mình, hoàn thành những công việc, những gì mà chúng ta còn dang dở, còn bỏ sót lại. Thì trong tháng này và tháng sau thì chúng ta suốt một năm chúng ta sẽ cùng nhau để mà hoàn thiện đối với cái đường tu của mình là một, đối với cái sự phụng dưỡng hiếu thảo với cha mẹ là hai, hoàn mãn đạo vợ chồng là ba, và chúng ta thực thi làm hết tất cả các việc từ thiện là bốn để phát triển đạo thầy, vừa hoàn mãn đạo nhân và vừa hoàn thiện những gì mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta, thì đây là một cái nòng cốt vô cùng quan trọng. Đó là những cái ước mơ hoài bão của chúng ta. Vậy thì một lần nữa chúc cho toàn thể chư quý vị là nhân hào thi sĩ tại nơi đây sẽ được bình an, sẽ được tinh tấn trên cái bước đường tu và thực hành ý nguyện như lời Đức Thầy chỉ dạy và giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Qua những cái lời chúng ta tâm tình chia sẻ thì như về lời của vị Sứ Ngôn Viên trước khi vào chương trình đó quý vị, thì ban tổ chức có nói với chúng tôi là cô Trang có thể nói tới 11 giờ rưỡi cũng được.
Tại vì chúng ta đã ăn uống no say rồi, phải không quý vị? Chúng ta đã ăn tàu hũ rồi, ăn bánh bao rồi. Mà bây giờ mà mình nghỉ sớm quá thì mình đâu có cái bụng mà mình chứa nữa. Mình sẽ phụ hậu cần, phải không quý vị? Với cô hậu cần ở phía sau nó cực khổ lắm. Vậy thì bây giờ mình tới 11 giờ rưỡi, chịu không? Ai chịu giơ tay? Dạ, nói thì nói vậy thôi. Chứ cái đề này á thì nó có thể là hơn một tiếng, nhưng mà hôm nay nếu mà ban tổ chức cho rộng như thế thì chúng tôi sẽ phân tích một cách nó rộng ra chút xíu nữa, giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm những gì mà từ trước tới giờ chúng ta chưa hiểu. Tôi cũng như quý vị có những thứ mình cũng chưa có biết, mà mình biết mình mới nói. Còn nếu mà mình biết mà bấp bênh đó ha, mà mình nói mà sai đó ha, là tương lai bị đọ. Cho nên mặc dù là giáo lý viên, nhưng cái nào tôi biết thì tôi nói. Quý vị có hỏi đó thì biết thì nói, không biết là vẫn nói là dạ chú cô con không biết. Chứ không phải là giáo lý viên cái gì cũng biết nha quý vị. Có những quý vị người ta nghiên cứu sâu, cũng có những vị người ta nghiên cứu sâu mà người ta cũng chưa có tìm hiểu rõ. Cho nên Phật pháp thì vô biên, sức người thì có hạn. Mình mà trả lời mà mơ hồ đó thì cái người nghĩ người ta cũng mơ hồ. Khi mà ta mơ hồ, ta làm theo thì sao? Cũng mơ hồ. Thì tương lai sẽ bị đọ. Đó là cái điều chắc nịch như thế. Cho nên đối với cái gì có thể cho qua, có thể mơ hồ, nhưng mà đối với giáo lý cao siêu mầu nhiệm của tổ thầy, của Phật, bản mãn phép chúng tôi không bao giờ nói mơ hồ. Cái gì là phải nghiên cứu cho thật kỹ, nghĩ cho sâu. Mà một cái đề mà tôi xuất hành đó quý vị, là tôi phải đứng lên thuyết giảng ít nhất đó là phải 20 lần. Mỗi buổi sáng tôi phải đều đứng lên thuyết, thuyết một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi thuyết xong rồi tôi suy nghiệm cái đề của mình còn thiếu cái chỗ nào, và cái chỗ này nó phải suy nghiệm như thế nào, nó có đúng với những gì mình nghiên cứu không? Để mình phổ pháp ra, cái công đức phổ pháp là vô cùng quý báu nha quý vị. Mình phổ pháp ra mà trịch là tương lai mình bị đỏ đó, chứ không phải là dở. Cho nên vì thế cái nào biết thì biết, cái nào không biết thì chúng ta cho qua, phải không quý vị? Đó là những cái lời tâm tình của bản thân của chúng tôi. Vậy thì như lời vị sướng ngôn viên đến đây giới thiệu là hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ qua 4 câu trong bài cho ông tòa tàu hảo. Đó là phá ngũ quẩn rất lần tha mái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Vậy thì đây là 4 câu trong thánh phẩm bài cho ông tòa tàu hảo được Đức Thầy viết tại Sài Gòn. Được Đức Thầy viết tại Bạc Liêu vào ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ 1942. Thánh phẩm này dài gồm 37 câu, khởi đầu bằng câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi tới câu Cung Kính Phật, Cung Kính Pháp, Cung Kính Tăng, và kết thúc bởi câu như thế nào quý vị? Tờ qua ít chữ gọi lòng chi vui. Đây là thánh phẩm vô cùng đặc sắc của Đức Thầy viết để gửi tặng cho ông Cò Tào Hảo. Vậy thì ông Cò Tào Hảo là ai? Có nhân duyên gì với Đức Thầy mà Đức Thầy viết thánh phẩm này để gửi tặng cho ông Cò? Để nhằm mục đích gì? Xin thưa với toàn thể chú quý vị, ông Cò Tào Hảo có tục danh là ông Trần Quang Hảo, là người cai quản toàn bộ khu vực bến tàu và toàn bộ nhân viên nơi đó. Có sách ghi lại thì ông là cảnh sát trưởng, cho nên người đời gọi ông cái tục danh là Cò Tào Hảo. Ông là thân sinh của ông Trần Quang Hạnh, mà ông Trần Quang Hạnh là ghế của ông Ký Giỏi. Vậy thì đây là xuôi gia với ông Ký Giỏi, phải không quý vị? Đây là xuôi gia. Nhưng mà ông Ký Giỏi và ông Cò Tào Hảo nó có một cái đặc điểm chung và hai cái đặc điểm khác nhau. Ông Ký Giỏi và ông Cò Tào Hảo có một đặc điểm chung, đó là đều quy y và đều tu. Có hai cái đặc điểm riêng là ông Cò thì cái tâm của ổng vọng động, tu không có lèo lái cái con thuyền từ bi trí tuệ được.
Còn ông Ký Giỏi là sao quý vị? Chúng ta biết ông Ký Giỏi quy y và tu theo thầy, là một cái người sao quý vị tu hành rất là tinh tấn. Cho nên sau khi mà ông được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì vào ngày 11 tháng 9 năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy đã viết ra 4 câu để gửi tặng cho ông Ký Giỏi. Hào quang chư Phật gọi mười phương, đạo pháp xem qua chứ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuận lương. Đó là 4 câu mà Đức Thầy viết tặng cho ông Ký Giỏi khi mà ông Ký Giỏi đã giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và ông Ký Giỏi là một người đại tử trung thành với Đức Thầy. 4 câu này nằm trong quyển 5 quyển khuyến thiện đó quý vị. Thì ông Cò Tào Hảo và ông Ký Giỏi là thông gia với nhau. Một đặc điểm chung là hai người đều đồng tu, đồng quy y. Đặc điểm khác thứ nhất là ông Cò, cái tâm ông còn vọng động, ông Ký Giỏi tu rất là tinh tấn. Cái đặc điểm khác thứ hai là ông Ký Giỏi quy y với Đức Thầy, nhưng mà ông Cò không phải là đệ tử của Đức Thầy. Ông Cò Tào Hảo đâu có quy y với đạo của Phật giáo Hòa Hảo của mình. Ông Cò Tào Hảo trước kia tu theo đạo Cao Đài. Sau một khoảng thời gian tu theo đạo Cao Đài, do cái tâm của ông nó không vững, cho nên ông mới quy y tu theo đạo Phật. Vì thế mà có hai cái câu cuối thầy dạy như thế nào: lắng tai nghe được tinh hồng, tờ hoa ít chữ gọi lòng chi vui. Lắng tai nghe được cái tin ông tu theo đạo Phật quy y. Tôi viết thánh phẩm này ra để mà chúc tụng khuyến tấn ông, để mà lèo lái vững vàng trên cái bước đường tu tập của mình. Cho nên chúng ta thấy thánh phẩm này đặc sắc vô cùng. Trong đây toàn là phương pháp tu đại thừa không nghe quý vị. Thánh phẩm 37 câu này có hai cái ngụ ý. Thứ nhất, Đức Thầy khuyến tấn ông Cò Tào Hảo, tại vì Thầy biết căn cơ trình độ của chúng sanh, đặc biệt là ông Cò. Ông không có vững để lèo lái con thuyền từ bi trí tuệ của mình. Vì thế mà Thầy viết thánh phẩm này để chúc tụng ông. Ở đây có hai lời chúc tụng quý vị. Thầy dạy: chúc ông thoàn nhã vững lèo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương mộc. Cái lời chúc thứ hai là như thế nào? Chúc cho đó dẹp mây mù vững vàng, bắt thối công phu vuông tròn, đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội ca. Nay ông nhập tử làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng. Rồi mới tới hai câu cuối: lắng tai nghe được tinh hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chi vui. Vậy thì thánh phẩm này, lời thứ nhất là Thầy chúc ông dựng cái tay chèo để từng bước tiến tu đi đến sự giải thoát. Và ý thứ hai là ngoài cái lời chúc tụng, Thầy còn chỉ dạy ông tất cả các phương pháp tu. Đầu tiên chúng ta thấy phương pháp thọ tam quy ngũ giới. Phải không quý vị? Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tam quy ngũ giới, lòng hằng nhìn theo. Và phương pháp kế tiếp là thực hiện hạnh giác tha nêu gương độ chúng. Phương pháp kế tiếp là dùng pháp bát nhã để diệt lục căn, không nhiễm lục trần. Phương pháp cầu tu cho đạt ngũ hương. Phương pháp phá ngũ quẩn để đi đến chỗ kiến tánh. Phương pháp tu đền trả tứ ân để cứu vớt tổ tiên dòng tộc của chúng ta. Và ngoài ra Thầy còn chỉ dạy cho ông cái phương pháp cao hơn nữa, đó là thực hiện công hạnh Bồ Tát Đạo để hoàn thiện bản thân, là làm tôi Phật tổ, chí thành chí chơn. Thực hiện hạnh tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mới hoàn mãn trong cái quá trình tu của ông Cò. Tại vì ông Cò quy y làm tăng, thì những cái bài pháp của Đức Phật, Đức Thầy dạy cũng giống như những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên chúng ta thấy không quý vị, phân tích trong bài cho ông Cò Tào Hảo, chúng ta thấy những phương pháp của Đức Thầy dạy cho ông Cò đều giống như Đức Phật dạy cho tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni ngày xưa. Tại vì Thầy mình là Phật, còn ông Cò Tào Hảo là Sa Môn, cho nên giống như nhược lời của một vị cha để mà khuyến tấn cái người con của mình. Vậy thì hôm nay trong vô số phương pháp mà Đức Thầy chỉ dạy cho ông Cò nói riêng và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, thì trong này có phương pháp phá ngũ quẩn để đi đến chỗ kiến tánh. Vậy thì chúng ta muốn phá ngũ quẩn mình phải làm sao? Ngũ quẩn là gì?
mà chúng ta phải phá. Và khi phá xong rồi thì mình diệt trừ cái tham ái. Là tham ái là tham cái gì? Cái chữ ái đó ra làm sao? Và sau đó rồi thì cõi sân si. Cõi là cái gì? Sân si là như thế nào mà chúng ta phải tạo trừ. Và khi làm được những điều đó rồi thì chúng ta đã đạt được cái kết quả là đem về giác tánh chân như. Vậy thì giác tánh là như thế nào? Chân như là ra làm sao? Rồi kim thân thị hiện giúp trừ tử sanh. Vậy thì kim thân là như thế nào để mà chúng ta giúp trừ tử sanh? Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong buổi sáng này qua chuyên đề mà chúng ta tìm hiểu 4 câu trong bài Trong Cò Tàu Hảo. Vậy thì bây giờ chúng ta vào câu thứ nhất thưa quý vị. Câu thứ nhất: phá ngũ quẩn rất lần tham ái. Chữ phá ở đây là gì? Phá ở đây có nghĩa là đạp đổ, diệt trừ đi cho nó không còn tồn tại. Ngũ quẩn là gì? Ngũ quẩn là ngũ ấm. Tại sao gọi là ngũ ấm? Ngũ quẩn là do Ngài Huyền Trang Tam Tạng dịch ra, ngũ ấm là do Ngài La Thập dịch. Cho dù hai cái từ này nó có cách gọi khác nhau nhưng nó cũng chung một cái nghĩa là gì quý vị? Là năm món tập hợp tạo thành thân và tâm của chúng ta che mờ đi chân tánh. Phải không quý vị? Mà năm món tập hợp tạo thành thân và tâm của chúng ta, năm món này là gì? Tại sao phải gọi là thân? Tại sao phải gọi là tâm? Tại vì trong năm món này, một món thuộc về thân, bốn món thuộc về tâm mới gọi là ngũ quẩn. Và năm tên này che mờ cái chân tánh của chúng ta mà từ lâu rồi mình đã sống chung với nó. Che mờ nghe quý vị. Lúc nãy chúng ta có nghe giáo lý viên chú Nguyễn Nhân Tạo. Mình, cái thân mình nó là giả, nhưng mà trong thân mình nó có Phật tánh rất là quý. Vậy thì năm tên tặc này là năm tên che mờ đi cái Phật tánh trong bản thể của chúng ta. Cho nên câu đầu tiên thầy dạy là phá, là diệt trừ. Vậy thì mình muốn biết, mình muốn diệt trừ nó thì mình phải biết nó là cái gì mình mới có thể diệt trừ được. Phải không quý vị? Bây giờ mình muốn đi đến hội trường này để mình nghe thuyết giảng thì mình phải biết hội trường Hiệp Hòa Tự này nằm ở chỗ nào mình mới đi đến mình nghe thuyết giảng được. Vậy thì câu đầu tiên Đức Thầy dạy chúng ta là phải phá. Phá năm tên này. Mà trong kinh Thủ Lăng, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy như thế này: quẩn giả tích tụ ấm giả, cái phú tích tụ hữu di, cái phú chân tánh. Có nghĩa là quẩn là chứa nhóm, ấm là che lấp, do chứa năm món hữu di mà che mờ đi chân tánh. Mình chứa năm món hữu di, năm món này che mờ cái chân tánh của chúng ta. Vậy thì năm món này là gì? Năm món này gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao gọi là một món thuộc về thân và bốn món thuộc về tâm? Tại vì sắc quẩn thuộc về thân, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm. Vậy thì bây giờ mình phân tích xem năm tên tặc này là cái gì để mà chúng ta phá qua lời dạy của Đức Phật và qua lời dạy của Đức Thầy. Thầy dạy mình như thế nào để phá ngũ quẩn và Phật dạy chúng ta như thế nào để phá năm cái tên này. Vậy thì cái tên đầu tiên là sắc quẩn. Sắc quẩn là gì? Ở đây không phải là nhan sắc. Sắc quẩn là cái thân tứ đại của chúng ta được hiệp thành từ bốn hợp thể, đó là đất, nước, gió, lửa. Những cái gì gắn chắc thì thuộc về đất, phải không quý vị? Như xương, thịt hay là tim, gan, phổi, thận thì thuộc về đất. Chất lỏng, máu, huyết thuộc về nước. Cái hơi thở của chúng ta thuộc về gió. Cái thân nhiệt là cái hơi ấm của mình thì thuộc về lửa. Vậy thì thân của mình được tạo thành bằng bốn hợp thể đất, nước, gió, lửa. Mà hôm nay thầy của mình dạy như thế nào? Nào hay thân vô thường giả tạm, do tứ đại hiệp thành. Tứ đại là gì quý vị? Đất, nước, gió, lửa. Vậy thì thân mình có sạch không? Thân mình có tịnh không? Không. Thân mình không có sạch, thân mình không có tịnh. Và thân mình hoại không? Hoại. Hoại quý vị. Mình đâu có tịnh, mình đâu có sạch. Bây giờ thử hỏi hừng sáng mà mình ngủ thức dậy mà mình không vệ sinh cá nhân, cái thân mình nó có sạch không? Cái thân mình nó có đẹp không? Cái thân mình nó có thơm không? Và mình bị chịu sự bào mòn của vô thường. Hôm nay mình còn sống, ngày mai cái hơi thở này thở ra mà hít vào không được thì cái thân này không còn nữa. Cho nên thân của mình đâu có tịnh quý vị. Thân mình bất tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào?
Thân này là một cái thành xây bằng xương cốt và quanh tứ bề quét tô máu thịt bao che đặng mà chứa chất não nề bên trong. Sự già nua, sự tử vong, chứa chan kiêu ngạo, chất chồng dối gian. Chúng ta thấy có cái gì tốt đẹp không? Chứa chan những cái sự kiêu ngạo, chất chồng những cái sự dối gian của ta mà thôi. Chứ đâu có cái gì tốt đẹp. Mình đâu có đẹp như công chúa Gia Nhã Ba. Cái thân tướng mình trang nghiêm đâu có giống như công chúa Gia Nhã Ba. Nhưng mà công chúa Gia Nhã Ba còn quán về cái thân vô thường, tu chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn. Chúng ta biết công chúa Gia Nhã Ba, cái thân tướng của bà vô cùng trang nghiêm và xinh đẹp. Bà là cái dòng tộc thuộc dòng tộc Đế Dương, là bà con với Đức Phật, bà con xa với Đức Phật. Thì sau khi bà quy y tu theo Phật, nhưng mà sao quý vị, cái sự kiêu ngạo của bà về cái thân của bà nó vẫn còn. Ai mà khen đẹp, ai mà khen cái tướng trang nghiêm thì bà còn nói chuyện nha. Mà trong tất cả các vị tỳ kheo ni mà ai mà không có khen cái tướng của bà đấy ha, thì bà không có nói chuyện. Cho nên cái tánh kiêu ngạo về cái thân của bà nó vẫn còn. Thì một hôm Đức Phật mới quán chiếu, cái nhân duyên của ta với công chúa Gia Nhã Ba đã đến rồi, hôm nay ta sẽ độ công chúa Gia Nhã Ba. Thì lúc này sao quý vị, cái nhân duyên đến rồi. Khi trước đó, tất cả các vị tỳ kheo ni ngủ công chúa Gia Nhã Ba vào để ý kiến Phật, nhưng mà nàng không có đi, tại vì cái nhân duyên nó không có. Hôm nay nhân duyên nó đã đến rồi. Cho nên sao quý vị, bà cùng với tất cả các vị tỳ kheo ni vào tịnh xá kỳ viên của Đức Phật, ý kiến Phật để thuyết pháp, để nghe pháp. Thì lúc này bà mới vào, nhưng mà cái tâm vẫn còn kiêu ngạo nghe, đi tới đâu vẫn kiêu ngạo về cái thân tướng của mình. Thì lúc này bà mới đảnh lễ Phật thôi, ngước lên nhìn ở phía sau Phật có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, chỉ mới 18 tuổi thôi, đang cầm cái chiếc quạt, quạt nhẹ nhàng phía sau lưng Phật. Thì lúc này tâm của Gia Nhã Ba mới nghĩ là trên thế gian này có người lại đẹp hơn mình gấp 10 lần như vậy sao? Thì mới suy nghĩ xong thì cái người thiếu nữ này 16 tuổi trở thành một người thiếu phụ 30 tuổi. Từ bàn hoàng này chưa hết, đến bàn hoàng khác thì người thiếu phụ này trở thành một vị trung niên tấm tóc đã lắm rắm bạc. Thì lúc này Gia Nhã Ba chưa có định hình nữa, bà không biết cái chuyện gì nó đang xảy ra. Thì từ cái thiếu phụ tóc đã lắm rắm bạc này trở nên một bà cụ. Lúc này bà cụ cái tay vẫn còn quạt cho Phật. Thì chút xíu nữa bà cụ không còn quạt nữa, lăn đùng ra chết, thân sình lên rã ra trở thành một đống thịt vụn phía sau lưng Phật. Lúc này tâm thức của Gia Nhã Ba nghe quý vị ơi, bà bàng hoàng hết rồi. Bà nói bây giờ mới chút đó, một cái người thiếu nữ 16 tuổi vô cùng xinh đẹp sau phút chốc trở thành một đống thịt vụn phía sau Phật rồi. Vậy thì mình rồi đây rồi cũng như thế. Thì Phật biết cái điều đó, Phật mới thâu thần thông lại. Mà chúng ta biết nha quý vị, chỉ có mình ơn Gia Nhã Ba thấy cái hoàn cảnh đó thôi, tất cả các vị tỳ kheo ni khác không thấy. Tại vì đổ bà mà, thì Phật mới thâu thần thông lại và thuyết cho bà cùng với tất cả các vị tỳ kheo ni nghe một cái tràng pháp, đó là phá ngũ quẩn, thân vô thường, quán thân vô thường vô ngã, đi đến chỗ kiến tánh. Thì bà đã chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn. Quả vị Tu Đà Hoàn chưa có giải thoát nghe quý vị, chỉ là chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn thôi, A-la-hán mới có thể thoát dòng sanh tử. Thì từ đó về sau bà quyết định tu, không còn kiêu ngạo với cái thân của mình nữa. Tại vì bà biết thân này là vô thường, vô não. Lúc nãy chúng ta đã nghe giáo lý viên chú Nguyễn Nhân Tạo đã nói đó, cái thân này là vô thường, đâu có tịnh, đâu có sạch. Nó chỉ là cái phương tiện để mà tạo cái phước cho chúng ta thôi. Nó là phương tiện để mà chúng ta niệm Phật. Nó là phương tiện để chúng ta làm từ thiện. Nó là phương tiện để chúng ta tạo việc lành. Xong rồi thì mình rũ bỏ cái thân xác này để mà mình có được cái thân xác bất hoại của Như Lai. Đó là cái câu cuối cùng, chút xíu nữa mình sẽ phân tích thân bất hoại kim cang của Như Lai. Đó là cái thân trường tồn vĩnh cửu. Cho nên đừng có yêu quá, đừng có luyến quá, đừng có săn sóc nó quá và đừng có mê nó. Phải cho nó ăn ngon, mặc đẹp, ai thương thì chịu, còn ai ghét thì tránh xa. Đừng như thế nha quý vị. Mình phạm vào sắc quẩn tên tạc thứ nhất mà mình khó trừ nhất, đó là cái thân của chúng ta. Vậy thì một tên là cái thân, bốn tên còn lại là thọ tưởng hành thức. Vậy thì thọ quẩn là gì? Nói một cách dễ hiểu hơn, thọ quẩn là cảm giác của chúng ta.
Nếu mà nói theo kinh Phật đó ha, thì chúng ta không hiểu nổi, nhưng mà nói một cách rõ ràng hơn, thọ uẩn là cảm giác của chúng ta. Ở đây có hai loại: cảm giác của thân và cảm xúc của tâm. Vậy thì cảm giác của thân là gì quý vị? Hôm nay tôi nói ví dụ, bây giờ mình vô hội trường này, mình ngồi nghe thuyết giảng từ sáng cho tới trưa, thì sao lưng mình mỏi, mắt mình cũng mỏi, tay chân mình cũng mỏi. Buổi sáng thì không khí nó mát, buổi trưa thì nó nực, buổi chiều thì nó nóng, phải không? Thì cái thân của mình chịu với sự ảnh hưởng thay đổi thời tiết xung quanh. Đó là cái cảm giác của thân ta. Rồi cảm xúc của tâm là như thế nào? Mình gặp người đó đẹp, mình thích. Người đó không đẹp, tránh xa. Người đó nói chuyện ngọt ngào, mình thích. Người đó không nói chuyện ngọt ngào, mình tránh xa. Món ăn này ngon, mình thích. Món ăn kia dở, mình không thích. Cái bông hoa này đẹp, tôi thích. Cái bông hoa kia không đẹp, tôi không thích. Đó là cái cảm xúc của tâm của mình. Còn phân biệt ghét, thương, còn phân biệt ngon, dở, còn phân biệt cái này tôi ưa, cái kia tôi ghét. Đó là cái cảm xúc của tâm của chúng ta. Cho nên cái tên tật này đó, nó làm cho mình cũng điêu đứng lắm nha quý vị. Mình thích là mình tiến đến, bất kể hình thức nào cũng phải tiến đến để mà tiếp cận. Đó là cái cảm giác của chúng ta. Đó là cái tên tật thứ hai. Nhớ nha quý vị, thọ uẩn là cảm giác của chúng ta. Cái tên tật thứ ba đó là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là gì? Là cái sự ghi nhớ và tưởng của chúng ta. Bây giờ tôi nói ví dụ nghe, một cách dễ hiểu. Mình nói trong văn tự nó khó hiểu. Bây giờ tưởng uẩn là mình nói một cách như thế này là dễ hiểu nhất. Lúc đầu quý vị, tôi nghiên cứu cái đề này đó ha, là tôi đọc không biết bao nhiêu là cái kinh luật luận của nhà Phật. Bây giờ tôi mới gom thâu lại, nói một cách dễ hiểu cho tất cả chúng ta nghe. Tại vì đó giờ mình không biết tưởng uẩn là cái gì. Bây giờ tại hội trường này, mình đem theo cái máy chụp hình phải không? Mình chụp hết tất cả các ngõ ngách ở đây. Về tối lại cái mình bung cái hình đó ra, cái hình nào xấu mình bỏ, cái hình nào đẹp mình để lại, để mà mình đăng lên tất cả các trang mạng. Thì tưởng uẩn là cái sự ghi nhớ giống như cái máy chụp hình của chúng ta. Hiện tại bây giờ nó đang chụp hết ngõ ngách. Rồi sao quý vị? Nó lưu trữ trong tâm, tạo thành vọng niệm của chúng ta. Và khi mà nó phát lên cái vọng niệm này là khi nào? Cái giờ phát của nó đó nghe quý vị, cũng giống như cái giờ mà chúng ta phát thời sự mà 7 giờ tối vậy đó. Cái giờ của nó phát là cái giờ cúng và cái giờ niệm Phật của chúng ta. Nó chụp hết trơn tất cả các thứ nha. Bắt đầu nó để trong cái tâm thức. Nó đâu có phát. Nó hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang sống với nó nè. Nhiều khi giáo lý viên mà nói cái câu nào hay thì mình còn nghe nha. Nhiều khi giáo lý viên mà nói cái câu gì nó phân tâm quá, bắt đầu mình tưởng. Mình tưởng là một chút mình đi đâu, mình đi cầu nguyện, mình đi cúng đám dỗ, hồi chuyện qua mình gặp ai, mình làm gì, tất cả các thứ đó là tưởng uẩn. Và cái giờ pháp của nó là ngay chân cái giờ mà niệm Phật trời cúng lại. Phải không quý vị? Cái lúc mà bình thường nó vẫn phát, nhưng mà nó phát nặng là cái lúc mà mình cúng và niệm Phật. Tại sao? Tại sao nó phát cái giờ đó? Tại vì mình cúng và niệm Phật đó, cái tâm của mình nó tịnh. Tịnh thì sẽ diệt trừ nó thì làm sao? Cho nên nó đâu có để cho tâm của mình tịnh. Bắt đầu nhớ nha, hồi chuyện qua làm sao, hồi kia làm sao, hồi nọ làm sao. Nó tưởng tới năm này, tới năm kia. Nhiều khi cái chuyện mười mấy năm về trước mình quên tiêu rồi, nhưng mà tới cái giờ cúng bắt đầu mười mấy năm về trước nó lôi về, nó hiện tại ra trước mắt. Như hôm nay nói một cách ví dụ đơn giản, mình thấy cái cô đó đẹp quá. Cái cô đó đẹp quá hay sao? Bắt đầu cái thằng thọ nó mới thích. Nó thích nó mới đưa cho thằng tưởng, bây giờ chụp hình lại đi. Bắt đầu thằng tưởng nó chụp hình ảnh của cái cô gái đó lại. Phải không? Nó đem về để trong tâm. Cái tới lúc mà mình cúng đó, nó tạo nên cái vọng niệm. Cái vọng này đưa lên nó tắt xuống. Cái vọng niệm này đưa lên tắt xuống tới. Nó đâu có quấy rối cái lòng mình được. Bắt đầu nó đưa cái vọng niệm, cái hình ảnh cô gái đó cái mình dính. Cái nói à thì ra ông dính vào cái chỗ này. À, ông tưởng quẩn nó nói vậy đó. Nó đưa cái hình ảnh của người phụ nữ nó lên, cái tâm của mình dính theo cái người phụ nữ. Nó nói à thì ra là ông dính chỗ này. Thôi thì mình đi chung với nhau nghe. Là bắt đầu nó dẫn cái tâm mình phải cưới cô này. Sao đem về
lo ăn đầy đủ, rồi cưới vợ, sanh con, rồi con mình lớn lên, học đại học, thành bác sĩ, kỹ sư như thế nào, vân vân tất cả các thứ. Cho nên thầy dạy con cũng tưởng mất, cũng tưởng có, cũng tưởng không, cũng tưởng thành, cũng tưởng bại, cũng tưởng thương, cũng tưởng ghét, cũng tưởng. Là do cái đó. Không những nó tưởng ở hiện tương lai, mà ở hiện tại mà nó còn tưởng cái tương lai của chúng ta nữa. Thì đó là cái tên tặc thứ ba, là tưởng quẩn, là chụp hết, ghi nhớ hết trong cái trí thức của mình. Tất cả mọi việc chúng ta tiếp xúc với ai, nghe vị giáo lý viên nào thuyết pháp, như thế nào, nó đều chụp hết và để trong tâm thức của chúng ta. Đó là cái tên tặc thứ ba là tưởng. Bây giờ tới hành. Hành quẩn là gì? Là cái sự vận hành của tâm thức. Nếu mà bây giờ mình chụp hình mà không có đưa lên thì làm sao được, phải không quý vị? Vậy thì cái vọng niệm của mình đưa lên là nhờ đâu? Là nhờ thằng hành quẩn này. Bây giờ chúng ta ra ở phía trước chùa có một cái dòng sông, phải không? Khi mà cái nước nó đứng đó, chúng ta nhìn kỹ sẽ có những cái dòng chảy nhỏ như thế này, nó chảy hoài. Thì hành quẩn cũng như thế, nó đâu có nghỉ quý vị. Mình ngủ nhưng mà nó vẫn thức. Hiện tại bây giờ nó đang chảy. Nó đang chảy nhưng mà nó chảy nhẹ thôi. Mà đợi đến khi nào? Đợi giờ cúng thôi mà. Cái giờ cúng với cái giờ niệm Phật á, là bắt đầu nó vận hành. Bắt đầu tưởng, nó nói bây giờ anh hành, bây giờ tôi đưa vọng niệm cho anh đưa lên nha. Anh đưa mà miễn mà cái tâm của ông này hay là bà kia nó dính cái chỗ nào đó thì mình thành công. Chứ bây giờ mà để mà cho cái tâm thanh tịnh diệt trừ mình sao? Đâu có được. Phải để cho chúng sanh lúc nào cũng sống với tâm thức của chúng ta mới được. Chứ bây giờ mà thanh tịnh trí huệ phát khai rồi thì chúng ta không còn đắc sống. Mà khi chúng ta không còn đắc sống thì sao quý vị? Tất cả chúng sanh đều giảng sanh hết rồi thì ai sống với mình nữa? Cho nên buồn lắm. Mình phải làm sao cho chúng sanh còn lặn hụp trong cái biển mê này với mình thì mới có thể là vui được, nó chung thủy với mình lắm quý vị. Cho nên thằng hành này nha, nó đâu có để yên. Bắt đầu nó hoạt động. Nó lấy hết trơn những cái hình ảnh của thằng tưởng mà ghi lại đó. Bắt đầu nó vận hành vô đây. Nó sẽ điều tiết ra. Cho nên chúng ta thấy mà khi mà mình niệm Phật hay cúng lại đó quý vị, chút xíu cái vọng niệm này nó đưa lên cái nó tắt. Chút xíu cái vọng niệm khác nó đưa lên nó tắt. Là sự vận hành của hành quẩn đó. Nó giống như một cỗ máy gì đó quý vị. Không bao giờ ngưng nghỉ. Chảy hoài. Chút xíu mình nghĩ chuyện này, cái cảm thấy không được, cái mình bỏ qua, cái mình tới mình nghĩ chuyện kia. Đó là cái sự vận hành của hành quẩn. Vận hành mãi mãi. Rồi tới cái tên tặc cuối cùng là thức quẩn. Vậy thì thức là gì? Nếu mà trong kinh Phật đó ha, nghiên cứu đó, là thức quẩn này là trùm thọ tưởng hành. Bây giờ tôi nói một cách nhanh gọn lẹ như thế này. Tôi nhìn quý vị là tôi đang thực hiện cái quá trình thức quẩn là đầu tiên. Là cái sự nhận thức của tâm ý. Khi mà chúng ta nhìn cái người đó là cái thằng thức bắt đầu nó nhìn đầu tiên. Nó mới điều hành xuống trong mắt. Bây giờ tôi nhìn cái bông hoa trước mắt này là màu vàng. Là cái đầu tiên tôi nhìn được cái hình thể này là do thằng thức. Nó nhìn xong điều tiết xuống mắt. Mắt nó sẽ phân biệt là cái bông hoa này màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Xong rồi nó sẽ điều hành qua cho thằng thọ. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng này có thích hay không? Nếu thích đó thì tiến tới. Phải không quý vị? Xong rồi nó điều hành qua cho thằng tưởng. Chụp lại cái hình bông hoa này đem về trở thành vọng niệm của mình. Sau đó điều hành cho thằng hành. Phải luân phiên vận chuyển cái vọng niệm này lên hoài để cho chúng ta sống với nhau. Sống chung với nhau. Nó chung thủy lắm, nó đâu có bỏ mình được. Nếu mà nó bỏ mình giảng sanh hết thì nó sống với ai? Cho nên nó phải làm đặng mà nó giúp cho mình. Tại sao gọi là giúp? Giúp cho mình không có được giảng sanh, chứ không có gì chứ. Luân hồi sanh tử với nó hoài. Cho nên nó đang giúp mình, nó phải giúp không có gì? Hay là hại mình? Cho nên thằng thức quẩn là cái thằng đầu tiên. Và cũng bao trùm hết tất cả là cái sự nhận thức của chúng ta. Cho nên ta gọi mà khi mà mình chết rồi, mình lìa bỏ cái xác thân, ta gọi là cái tâm thức đó. Là cái thức là cái người điều hành đầu tiên. Bây giờ tôi nói chuyện với quý vị. Thì cái thức nó sẽ điều khiển xuống cái lỗ tai. Là vị giáo lý viên đó nói có được hay không, âm thanh phát ra hay là dở. Rồi chúng ta ăn đi, cái thằng thức nó sẽ điều khiển xuống cái xúc pháp của chúng ta, cái lưỡi của chúng ta.
thì mình ăn cái món ăn đó có ngon hay dở không, thì tất cả những tên này đều dưới sự điều hành của thức quẩn. Nó là chủ chốt đó quý vị. Chủ chốt trong tất cả những gì trong tâm ý của chúng ta, điều hành thọ, điều hành tưởng và điều hành luôn thần hành, hoạt động không ngừng nghỉ trong tâm của chúng ta để làm chi? Che mờ đi cái chân tánh bản thể của mình. Thì từ đó là sao? Phá. Câu đầu tiên thầy dạy không cần nói nhiều, phá nó. Phá thì chúng ta phải làm sao? Phá ở đây là diệt trừ. Vậy thì có hai lời dạy, lời dạy của Đức Phật và lời dạy của Đức Thầy. Vậy thì qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta muốn phá ngũ quẩn là năm tên này: thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức. Vậy thì qua lời dạy của Đức Phật, Phật dạy mình như thế nào để phá năm tên này đây? Sau đó mình hãy nói tới lời dạy của Đức Thầy. Vậy thì trước khi mà Phật dạy mình phá đó, thì Phật có đọc một cái bài kệ về năm quẩn như thế này. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy: năm quẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người. Nếu cầm gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn bỏ gánh nặng xuống đó là lạc không khổ. Gánh nặng bỏ xuống xong không mang theo gánh khác. Nếu nhổ khác ái lên tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát tịnh lạc. Vậy thì mình muốn phá ngũ quẩn thì mình phải biết được năm quẩn là cái gánh nặng, và kèm theo là phải nhổ khác ái lên. Ở đây có cái sự trùng lắp quý vị. Phật dạy năm quẩn là gánh nặng kết hợp với khác ái. Diệt thằng này phải diệt luôn thằng ái. Giờ hôm nay Đức Thầy của mình dạy giống như Phật không quý vị? Phá ngũ quẩn rất lần tham ái. Cái ái và ngũ quẩn này không thể nào tách rời được. Nếu mình phá ngũ quẩn mà mình không diệt ái thì ngũ quẩn này nó sẽ mọc mầm xanh lá. Cho nên Phật dạy phá ngũ quẩn phải nhổ khác ái. Còn Thầy dạy mình như thế nào? Phá ngũ quẩn rất lần tham ái. Hai cái này nó song hành với nhau. Cho nên Phật dạy năm quẩn là gánh nặng, và muốn diệt trừ phải phá năm quẩn này kết hợp với nhổ khác ái lên tận cùng đến gốc rễ. Khi chúng ta không còn đói và khát, đói là đói ái, khát là khát ái, thì sẽ được giải thoát tịnh lạc. Vậy thì qua lời dạy của Đức Phật trong Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Phật dạy chúng ta phá ngũ quẩn bằng cách nào? Phật dạy như thế này: quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Quán tự tại là Quan Thế Âm. Thực hành trí huệ thâm sâu quán ngũ quẩn là không nên vượt thoát mọi khổ ách. Phật dạy cho tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni muốn phá ngũ quẩn phải vào thiền định để mà quán ngũ quẩn này là không. Thì khi quán ngũ quẩn này là không rồi sẽ vượt thoát mọi khổ ách. Phật dạy như thế. Tại vì trong thời kỳ của Đức Phật thì sao quý vị? Thời kỳ Trung Nguyên, thiền là pháp chính, tịnh độ là phụ. Cho nên chúng ta phải tu thiền, vào tu thiền để mà quán năm tên này là không, vượt thoát mọi khổ ách. Cho nên vì thế mà trong Kinh Tương Ưng Bộ Ba, Đức Phật dạy như thế nào? Nếu không liễu tri ngũ quẩn sẽ không đoạn tận được khổ đau. Nếu liễu tri ngũ quẩn sẽ đoạn tận được tham, sẽ đoạn tận được sân, sẽ đoạn tận được si. Ấy mới gọi là liễu tri. Vậy thì liễu tri là gì? Liễu tri là thấy rõ. Nếu ta không thấy rõ ngũ quẩn thì sẽ không đoạn tận được khổ đau. Mà bây giờ nếu mà chúng ta thấy được ngũ quẩn thì chúng ta sẽ đoạn tận được tham, sân, si. Thì đó mới gọi là thấy rõ. Qua lời dạy của Đức Phật, muốn phá ngũ quẩn phải vào thiền định quán năm tên này là không, thì chúng ta sẽ diệt được ngũ quẩn. Vậy thì trở lại với lời dạy của Đức Thầy, Thầy có dạy mình quán ngũ quẩn là không không quý vị? Có không? Thầy biết căn cơ trình độ của chúng sanh. Trong thời buổi hạ nguyên mật pháp này, phước mỏng nghiệp dày, mình không thể nào quán ngũ quẩn dây không được. Trong thời kỳ của Đức Phật thì pháp thiền là chính, tịnh độ là pháp phụ. Nhưng trong thời buổi hạ nguyên này, Thầy dạy mình tịnh độ là pháp chính, pháp thiền là pháp phụ. Pháp
thiện là chính, tịnh độ là phụ. Cho nên vì thế mà sao quý vị? Thầy dạy mình không có quán được. Mà thầy dạy như thế nào? Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình, chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chứ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Vậy thì qua lời dạy của Đức Thầy, chúng ta muốn phá ngũ uẩn, mình đâu có vào thiền định được quý vị. Mình phải diệt trừ tham sân si nhân ngã. Tại vì có ngã chúng ta mới có tham, có ngã chúng ta mới có sân, có ngã chúng ta mới có si. Chứ nếu mà chúng ta không có nhân ngã thì làm sao ba cái tên kia nó ra được? Nhân ngã là gì? Là mình là số một, mình là trên hết, mình là giỏi, mình là đẹp, mình là quan trọng hết tất cả mọi thứ. Đó là cái ngã của chúng ta. Từ cái ngã này người ta không đáp ứng được cái nhu cầu của mình thì sao? Không đáp ứng được cái lòng tham của mình thì bắt đầu cái sân và cái si nó nổi lên. Sân và si nổi lên thì làm cho trí huệ của chúng ta lu mờ. Cho nên thầy đâu có dạy chúng ta quán được mà phải diệt trực tiếp tham sân si nhân ngã. Không phải là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng tại sao phải diệt năm thằng này thì năm thằng kia nó mới mất? Tại vì tham sân si nhân ngã nó có cái sợi dây nối liên kết với sắc thọ tưởng hành thức. Nếu mà chúng ta vào thiền định không được thì chi bằng chúng ta diệt trực tiếp, phải không? Mình tu thiền nó có được, pháp tịnh độ là pháp chính, cho nên mình đâu có quán ngũ uẩn là không được, mà phải diệt trực tiếp. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái nhà của mình đi. Ngày xưa mình lau nhà là mình dùng cái phương tiện là tay của mình, phải không mấy cô? Bây giờ công nghệ tiên tiến rồi, bằng cách này hay bằng cách khác, miễn sao cái nhà mình nó sạch, nó bóng, nó thơm là được rồi. Đâu cần phải dùng tay, phải không quý vị? Bây giờ có công nghệ là dùng máy, máy lau nhà. Cho nên yêu cầu cái nhà mình nó sạch, nó bóng, nó không còn bụi nữa, thì phương pháp nào tiện thì chúng ta làm. Ở đây cũng vậy, diệt ngũ uẩn, mình không thể nào vào thiền định được. Thì bây giờ có chi bằng thầy dạy mình diệt trực tiếp tham sân si nhân ngã. Năm tên này mắc rồi, năm tên này tự khắc mắc luôn. Cái tham là cái lòng của mình, đừng có cho tham nó nổi lên. Nếu mình tham thì sao quý vị? Mình tham thì trở nên mình thâm, rốt cuộc lại mình không có đạt cái gì hết. Cũng giống như cái mẫu chuyện mà hai vợ chồng của ông cụ này, hai vợ chồng nghèo lắm quý vị, nuôi một con ngỗng. Thì con ngỗng này nó thấy hai vợ chồng của ông cụ này bữa nào cũng đem đồ ăn cho nó ăn hết. Thì sao quý vị? Nó mừng và nó mang ơn. Từ cái chỗ mừng và mang ơn đó thì mỗi ngày nó đáp lại hai vợ chồng của ông cụ bằng một cái quả trứng vàng. Sáng bữa nào cũng được một quả trứng vàng. Thì thôi mình dừng ở cái mức độ đó được rồi. Sáng mình ra mình lụm trứng vàng, qua ngày hôm sau mình ra mình lụm trứng vàng thì đâu có cái chuyện gì xảy ra, phải không quý vị? Đằng này không, tham nó ưa kèm theo cái sự mà không đái, cái tâm của mình nó không đái với nó thâm. Bắt đầu cái ông chồng bàn với bà vợ nghe, bà ơi, sáng nào mình cũng ra mình lụm trứng vàng hết, lỡ gì cái ngày đó hai vợ chồng mình đi công chuyện hay là đi đâu đó thì bây giờ con ngỗng nó đẻ ra rồi hàng xóm lại lụm cái trứng vàng của mình rồi sao? Thôi bây giờ tôi bàn với bạn gì nè, bây giờ mình bắt con ngỗng nó vô, mình mổ bụng nó ra, mình lấy vàng hết trơn ở trong đó đi. Lấy một lần một, khỏi cần đợi mà mỗi buổi sáng phải có trứng vàng. Thì bà vợ bà cũng nghĩ, ừ ha, ông nói gì cũng đúng đó. Bây giờ mình đem con ngỗng vô, mình mổ bụng nó ra, coi ở trong bao nhiêu vàng mình gom hết, để khỏi cần mỗi buổi sáng mình chờ đợi nó đẻ trứng vàng. Thì bàn bạc xong xuôi, con ngỗng nó đang ăn trưa, quý vị, nó đang nằm ngủ, nó đâu biết chuyện gì xảy ra. Hai ông bà vô nắm đầu bật dậy, chàng ơi, làm xong rồi mổ bụng ra bàng hoàng là sao? Trong bụng nó cũng giống như những cái con ngỗng khác thôi, chứ nó không có gì hết trơn. Lúc này là hai ông bà gớt nước mắt rồi. Ông mới sang, ông nói với bà ơi, mình tham quá, nó trở thành thâm bà ơi.
rốt cuộc rồi trong bụng của con ngỗng nó đâu có vàng. Nhưng mà do nó thương hai ông bà cho nên nó mới làm cái cách đó để đền đáp lại. Nhưng mà sao quý vị, người ta đưa cái ơn cho mình không mang, mà trái ngược lại mình còn phản, mình còn giết. Đó là cái sự lòng tham của chúng ta. Cho nên tham thì phải đi chung với thâm. Quan trọng là chúng ta phải diệt trừ cái tánh tham này. Tham, sân, si, nhân, ngã. Tại sao chúng tôi không phân tích cái tham, sân, si ở đây? Tại vì nếu mà phân tích thì cái câu kế tiếp là tham ái chúng ta sẽ bị trùng lấp. Kế cái câu thứ hai là cội sân si chúng ta trùng lấp. Cho nên ở đây muốn phá ngũ quẩn nói một cách nhanh gọn lẹ là chúng ta phải diệt trừ tham, sân, si, nhân, ngã. Không có lòng tham thì chúng ta sẽ không có sân. Không có sân rồi chúng ta sẽ không có si. Và không có nhân ngã thì mình đã diệt trực tiếp sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là cái ý thứ nhất, phá ngũ quẩn qua lời dạy của Đức Thầy. Phải diệt trừ năm tên, đó là tham, sân, si, nhân, ngã. Rồi Thầy giải tiếp, rứt lần tham ái. Rứt lần là cái gì quý vị? Rứt là bứt rời, lần là từ từ. Rứt lần là bứt rời, bứt từ từ. Mà bứt rời, bứt từ từ cái gì? Tham ái. Cái chữ tham này nó có giống như cái chữ tham lúc nãy ở cội sân si không quý vị? Ủa, ở ngũ quẩn không quý vị? Giống nhau. Cũng là một trong tam độc chướng tham sân si. Nhưng mà cái chữ tham ái bên đây nó nặng hơn. Cái chữ tham bên đây, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham quyền, tham thế, tham sắc. Vậy thì cái chữ sắc ở bên đây nó có giống như cái chữ ái ở bên đây không? Xin thưa với toàn thể chưa quý vị, cái chữ sắc bên đây á, là khi mình gặp cái người đó đẹp quá, mình chỉ sanh cái lòng thích thôi. Bây giờ có cũng được mà không có cũng không sao. Đó là cái tham ái, đó là cái tham sắc. Nhưng mà tham ái bên đây là nặng hơn. Nếu không có là phải tiêu diệt luôn. Chúng ta thấy cái tình trạng bây giờ mà những cái đôi tình nhân mà giết hại lẫn nhau không quý vị, là cái sự tham ái đó. Mình có không được thì mình phá luôn để cho người khác không đạt được. Đó là cái sự gốc rễ của cội nguồn sanh tử. Cho nên cái chữ tham ái bên đây nó nặng hơn so với cái chữ tham bên đây. Cái phiên bản nó cao hơn. Tham bên đây mình có thể dùng bố thí để mà mình diệt trừ. Nhưng mà cái chữ tham ái bên đây đâu thể nào dùng bố thí để mà diệt trừ được. Cái chữ tham bên đây thì bố thí muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Mình bố thí cái tâm mình không còn ích kỷ nữa thì mình diệt cái tham bên đây. Nhưng cái tham ái bên đây là không bao giờ dùng bố thí được. Cái chữ tham bên đây nó có một cái ý nghĩa là khao khát, ham muốn. Tuyệt không quý vị? Đọc không? Khao khát, ham muốn. Mà khao khát, ham muốn cái gì? Ái. Mình có thể không có nhà, không có tiền, không có xe, không có địa vị, không có quyền tước, không có tất cả các thứ. Nhưng cái người đó là mình phải có. Phải không quý vị? Bây giờ tôi không có tiền, không có nhà, không có xe, không có địa vị. Tôi có thể mất hết tất cả, nhưng cái người phụ nữ đó hay là cái người đó tôi không thể nào mất được. Đó là cái chữ tham ái bên đây nó rất là nặng. Mà nếu trên thế gian này có một cái chữ nào giống như cái chữ ái nữa thì chúng ta không bao giờ có thể tu giải thoát được. Một cái chữ ái thôi nó đã là quá đủ rồi. Chết lên, chết xuống rồi. Còn ở đây là tham ái nữa thì làm sao mà sống nổi, phải không quý vị? Vậy thì cái chữ ái nó như thế nào? Ở đây chữ ái trong thế gian và chữ ái trong kinh Phật có ý nghĩa như thế nào? Chữ ái trong thế gian đó, trong từ điển Hán Việt tôi nghiên cứu đó, thì chữ ái ở đây gọi là cái sự yêu thương, thích mến. Nhẹ nhàng phải không quý vị? Rất là nhẹ nhàng. Cái chữ ái mà đối với trong từ điển Hán Việt, đối với đời thường nó rất là nhẹ nhàng, là cái sự yêu thích, ham. Ham thích yêu thương tất cả các thứ trên thế gian này, bao gồm tự thể ái, cảnh giới ái và đường sanh ái. Đây là ba cái ái ở tại thế gian. Vậy thì tự thể ái là như thế nào? Đường sanh ái ra thế nào? Và cảnh giới ái ra làm sao? Tự thể ái là chúng ta tự yêu cơ thể của mình. Bây giờ ở trên mạng có cái câu như thế này của chị: phụ nữ là phải yêu thương bản thân của mình là trên hết, phải không?
Bây giờ cái câu nói ở trên mạng bây giờ là vậy đó quý vị. Phụ nữ cái điều đầu tiên là phải xinh đẹp và tự yêu bản thân của mình. Cho nên những người phụ nữ phải yêu bản thân của mình. Vừa qua là ngày 8 tháng 3 đó quý vị. Ở đây có ai nhận được bông hồng từ ông chồng của mình không? Có tự đem tiền của mình mua cho mình một cái món gì đó nó ngon mà nó đẹp để tự hưởng cho bản thân của mình không? Có không mấy cô? Mấy chú có ai tặng bông hồng cho mấy cô trong ngày 8 tháng 3 vừa rồi không? Dạ. Cái tự thể ái á, là mình yêu bản thân của mình. Mà mình yêu vừa vừa thôi quý vị. Mình đừng có yêu quá. Nếu mà chúng ta tự thể ái mà chúng ta yêu bản thân của mình mà đến nỗi mà chúng ta luyến luôn đó ha, là tương lai mình sẽ không đi đến sự giải thoát. Mình yêu vừa vừa thôi. Mình làm cho cái thân của mình nó đừng có khổ với cái sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Vừa vừa thôi quý vị, chứ đừng có yêu quá. Yêu quá, luyến ái quá, cái thần thức của mình nó đi không được, nó đầu sanh trở lại thì rất là khổ. Cho nên chúng ta thấy là một hôm Đức Phật cùng với Ngài A Nan mới du thuyết, thì mới đi đến gần cái bờ biển. Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan: "Này A Nan, ông có thấy gì trước mắt của ông không?" Thì Ngài A Nan mới bảo là: "Bạch Thế Tôn, con thấy một cái xác sình." Thì lúc này Phật mới bảo: "Này A Nan, ngoài xác sình ra ông còn thấy một vật chi nữa hay không?" Thì lúc này Ngài A Nan bảo: "Bạch Đức Phật, con thấy có một con dòi rất lớn bò quanh cái khuôn mặt của xác sình." Thì lúc này Đức Phật mới hỏi: "Này A Nan, ông có biết nguyên nhân tại sao không?" Thì Ngài A Nan mới bảo là: "Bạch Thế Tôn, con không biết." Phật mới dạy rằng: "Này A Nan, hiện thời cái xác sình này là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Do cái sự luyến ái trên gương mặt của bà, mỗi buổi sáng bà phải soi gương để xem mặt mình có bị cái gì hay không, và tô son chét phấn vào đó cho nó đẹp, cho nó mịn và cho hoàn mãn. Cho nên từ chỗ đó mà thần thức của bà lúc nào cũng yêu thương và luyến ái cái gương mặt. Nên khi chết, lìa bỏ xác thân này, thần thức đó không đầu sanh lại được mà phải trở thành con dòi bò quanh gương mặt xác sình để chi quý vị, thể hiện cái sự luyến ái của thân tứ đại." Chúng ta thấy tai hại chưa? Mấy chú nói tai hại chưa, cười quá. Dạ, cho nên mình yêu bản thân mình yêu vừa vừa thôi, đừng có luyến ái quá thì tương lai mình sẽ không đi đến sự giải thoát. Cái thứ hai là cảnh giới ái. Cảnh giới ái là như thế nào quý vị? Là mình yêu những thứ xung quanh chúng ta, yêu cái nhà, yêu cái giường mình ngủ, yêu cái áo mình mặc, yêu cái túi mình đang mang, yêu chiếc điện thoại của mình. Rồi sao? Yêu chiếc xe của mình chở mình đi cầu nguyện, cúng lại, đi làm tuần, đi nghe thuyết giảng. Đó là cái cảnh giới ái xung quanh chúng ta. Mà mình yêu thì mình yêu vừa vừa, đừng có luyến ái quá. Rồi cái thứ ba là đương sanh ái. Đương sanh ái là gì quý vị? Là chúng ta yêu tương lai của mình. Bây giờ hiện tại mình học rất là giỏi, thì tương lai của mình sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, y tá hay là tiến sĩ, thạc sĩ gì đó. Thì mình nhớ tới cái tương lai của mình sẽ thành công, sẽ tốt đẹp như thế. Thì sao quý vị? Mình sẽ sanh ra cái ái, mình yêu thương cái cảnh giới đó, gọi là đương sanh ái. Vậy thì chữ ái trong thế gian có ba cái nghĩa, đó là tự thể ái, cảnh giới ái và đương sanh ái. Đó là cái chữ ái trong thế gian. Vậy thì cái chữ ái trong kinh Phật như thế nào? Như thế nào quý vị? Chữ ái trong kinh Phật được dịch ra từ tiếng Pali gọi là khát ái. Mà trong kinh Phật và trong giáo lý của Đức Thầy thì chữ ái nó đều có chung một nghĩa, đó là cái sự dục lạc của chúng ta. Mà bây giờ chữ ái một là đã đủ rồi phải không quý vị? Bây giờ tham ái là cái sự ham muốn, khao khát, dục lạc của chúng ta, thân và tâm của mình. Nếu mà bây giờ mình không trừ thì sao quý vị? Nó sẽ làm cho cái thân của chúng ta quải đi theo cái con đường đó. Bây giờ mình khát ái, mình ham muốn, mà bây giờ cái đối phương không đáp ứng lại, không thương mình thì sao? Dẫn tới cái sự tham sân si của mình nổi lên. Khi sân si nổi lên,
che mờ chân tánh thì mình sẽ dùng biện pháp là giết hại đối phương. Chúng ta biết là cái chuyện mà Nguyễn Hải Dương giết 6 người đó là do cái sự khát ái của người này. Lúc đầu thì hai người yêu nhau, nhưng một khoảng thời gian sau thì cô gái này chia tay với Nguyễn Hải Dương. Thì khi mà níu kéo không được thì sao quý vị? Níu kéo cái tình cảm không được thì cái tham nó đang xảy ra trong cái ái. Bây giờ níu kéo không được thì sao? Giận. Giận thì sao? Giết. Giết đặng chi? Đặng bỏ cái tích đó. Nhưng mà đâu có biết là nó bị với sự chi phối của mê si. Sân là nó phải kết hợp với mê si. Chứ nếu mà sân mà không kết hợp với mê si thì làm sao mà chúng ta làm những cái chuyện mà có lỗi được. Cho nên Nguyễn Hải Dương mới nở lòng ra tay giết hại 6 mạng người là do cái sự ham muốn khao khát, cái ái không thực hiện được. Vậy thì đó là cái ái trong cái sự nghịch cảnh. Bây giờ cái ái trong cái sự mà không nghịch cảnh thì sao quý vị? Vợ chồng của mình cũng là cái ái đó, nhưng mà nó không có nghịch cảnh, nó thuận buồm xuôi gió, phải không? Cho nên thầy mới kêu chúng ta rất lần là bức từ từ chứ đừng cứ bức quá. Bây giờ vợ chồng đồng tu đồng tiến, ngày nào cũng đi nghe thuyết giảng, ngày nào cũng đi cầu nguyện, ngày nào cũng đi đám tuần thì nó im xuôi đẹp rồi, phải không quý vị? Thì thầy kêu mình gứt từ từ thì bỏ lần lần thôi. Đùng một cái mình gứt một cái một. Mình gứt một cái một thì sao? Phản tác dụng lại liền. Bây giờ nghe đang yên đang lành cái bắt đầu ông soạn đồ, ông bỏ nhà, ông lên núi ông tu, là gứt một cái một đó. Bây giờ thầy kêu gứt từ từ mà không nghe lời thầy, gứt một cái một. Bắt đầu cái đang yên đang lành, hai vợ chồng đang đi cầu nguyện, đang đi nghe thuyết giảng một cách bình thường, đụng cái soạn đồ đem lên núi. Hỏi ông đi đâu ạ? Trời ơi, thầy dạy mình gứt cái rồi, bây giờ bà đi theo tôi làm chi nữa? Tôi bây giờ dọn đồ lên núi tôi tu hết rồi. Vậy là bỏ bà ở nhà. Bắt đầu lúc này nghe ngũ quẩn nó vận hành. Bắt đầu thằng Tưởng nó tưởng ra. Nó nói trời ơi, ông không có đi tu đâu, coi chừng ông chở bà nào lên chở anh đó, chứ ông đâu có đi tu. Bắt đầu Tưởng nó suy nghĩ ra, nó tưởng đủ thứ chuyện. Trời ơi, giờ này chắc ổng đang chở bả lên chở đồ ăn lẩu, đồ nấu lẩu, đồ vui vẻ trên núi đồ này kia đó ha. Bắt đầu thằng Tưởng nó vận hành thì sao? Cái sân si và cái mê muội của mình nó sẽ đi theo. 1 phút 30 giây tới chân núi rồi. Lúc này tới chân núi rồi, cái tâm nó đâu có thanh tịnh nữa. Thầy dạy thanh tịnh lúc này đâu có thanh tịnh nữa. Bắt đầu lên núi mà gặp mà mấy cô mấy chú mà xúm với nhau ăn lẩu mà để mà đón chào một cái người mới lên đây tu đồ đó ha. Tần ơi, bà thấy lên tới núi chợt rồi thấy 4-5 người nữ, 4-5 người nam mà xúm nhau ăn lẩu đó. Trời ơi, cái lúc này cái sân của bà nó nổi lên rồi, lúc này không còn tu nữa. Sao quá vậy? Lôi về rồi đâu phải là im đâu. Chạy xe dọc đường bắt đầu nhai nghe, lâm râm lai rai, tụng kinh về tới nhà. Bước xuống xe là bắt đầu, ông vô đây, ông chết với tôi bữa nay rồi, ông vô đây. Thầy kêu bỏ từ từ mà bây giờ ông gứt một lần một, rồi tôi, rồi con cái, rồi cháu nội, cháu ngoại, rồi công việc làm ăn làm sao. Cho nên, ông phải nghe lời thầy dạy là ông không bao giờ mà bỏ tôi như thế này được. Thầy dạy như thế nào? Đàn ông tu niệm khá nghe đây, con vợ quan gia đã lỡ gây, nếu lỡ gây rồi thôi gắn trả nhọc nhằn, được biết chớ thêm gây. Mình biết được rồi, đừng có gây nữa là kiếm người này người kia nữa, nghe mấy chú mấy cô. Cho nên nhọc nhằn được biết chớ thêm gây, đó là chúng ta gứt lần. Cái ái là sao quý vị? Chúng ta nắm tay với nhau ngồi xuống. Ừ bà ơi, bây giờ tôi với bà yêu thương mấy chục năm nay rồi. Bây giờ mình tu theo thầy rồi, với cái hình thức là tình nghĩa vợ chồng, có con, có cái, có cháu nội, cháu ngoại hết rồi. Bây giờ tôi với bà gứt ái nghe bà, mà gứt từ từ thôi. Sống trên cái danh nghĩa vợ chồng, nhưng mà chúng ta phải hành trì niệm Phật, giữ giới, cúng lại, làm hết tất cả các việc từ thiện. Mặc dù tôi với bà với hình thức là vợ chồng, nhưng mỗi người có cái sự hành đạo riêng, tu tập tinh tấn. Khi mà một trong hai người mình, người nào có về cõi Phật trước, người ở lại cũng không được buồn nghe bà, thì cái đó là chúng ta đang ngồi xuống để mà gứt lần từ từ.
giống như lời của Đức Thầy. Chứ bây giờ mà mình gấp một cái một thì sao? Phản tác dụng lại. Mà khi phản tác dụng lại rồi thì công trình tu của chúng ta cũng như đổ sông đổ biển. Kính thưa với toàn thể chư quý vị, vậy thì câu thứ nhất, phá ngũ quẩn rất lần tham ái. Câu đầu tiên Thầy dạy chúng ta, đối với chúng ta nói riêng, đối với chúng ta nói chung và ông cò Tào Hảo nói riêng, là chúng ta phải diệt trừ năm cái tên, đó là sắc thọ tưởng hành thức. Bằng cách trực tiếp chúng ta diệt trừ tham sân si nhân ngã, năm tên này mắc tự khắc sắc thọ tưởng hành thức sẽ bị diệt. Đó là chúng ta phá ngũ quẩn. Tại vì năm tên này đã từ lâu che mờ cái bản tánh của chúng ta rồi, che mờ cái Phật tánh. Cho nên hôm nay chúng ta diệt trừ để mà Phật tánh của chúng ta mới có thể hiện bày ra được. Vậy thì phá ngũ quẩn là diệt trừ tham sân si nhân ngã, rứt lần tham ái, là chúng ta phải dứt từ từ cái sự ham muốn khao khát ái dục của mình. Vậy thì cái chữ tham bên đây mình dùng bố thí, tham ái bên đây mình dùng cái gì mình dứt quý vị? Dùng cái gì? Gươm trí huệ của chúng ta. Bể ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắc đá giám kình, cả tiếng kêu lớn nhỏ đệ huynh noi, chí ấy sửa sang thời thế. Vậy thì khát ái bên đây, cái sự tham ái này mình phải dùng gươm trí huệ. Mà gươm trí huệ ở đây là gì quý vị? Là chúng ta phải thực hiện quá trình giữ giới và niệm Phật. Cái ái đó nghe quý vị, mình trừ bằng cách là chúng ta giữ giới và niệm Phật. Hai cái này song hành với nhau rất là tuyệt vời. Bây giờ mình giữ giới đi, là mình có cái hàng rào đối với cái thân của chúng ta. Thì sao quý vị? Mình không bao giờ có một cái ý niệm tham ái nó khởi lên. Giữ giới vô cùng quan trọng. Và giữ giới của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của mình là 8 điều răn cấm, quy ra là 1000 giới. Chúng ta hành trì giữ giới luật giống như lời của Đức Thầy chỉ dạy, thì sao quý vị? Mình diệt trừ được tham ái. Cho nên vì thế mà chúng ta phải thực hiện quá trình giữ giới kết hợp với niệm Phật. Cho nên lúc nãy ông giáo lý viên Nguyễn Nhân Tạo đã nói chúng ta niệm Phật có hai cách đó. Chúng ta cúng rồi chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta thực hành tứ quay nghi, có nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, 6 chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời cách. Hoặc là Thầy dạy nên nay hễ thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm của chúng sanh, mà nếu niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy các vọng niệm của chúng sanh đã dứt, thì sự ham muốn và tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Chúng ta thấy tuyệt vời không quý vị? Thầy mình dạy rất là tuyệt vời. Vậy thì muốn diệt trừ tham ái phải giữ giới và niệm Phật. Có gươm trí huệ rồi thì chúng ta từng bước chặt lần lần cái sự tham ái của chúng ta. Giữ giới là gươm báo. Tại vì giữ giới tâm sanh định trí huệ phát hai là chúng ta đã có gươm báo. Kết hợp với niệm Phật thì gươm báo của chúng ta sẽ càng sắc bén. Mà sắc bén để làm chi? Để chặt đứt rễ gốc của cái sự tham ái của chúng ta. Đó là cái câu thứ nhất. Phải dùng gươm trí huệ để dọn sạch ma lòng. Đó là cái sự ái của chúng ta. Phải dùng gươm trí nha quý vị. Giữ giới kết hợp với niệm Phật. Đó là câu thứ nhất. Phá ngũ quẩn rứt lần tham ái, diệt trừ tham sân si. Và bên cạnh đó rứt cái sự tham ái bằng cách là chúng ta niệm Phật và giữ giới. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, cội sân si cũng phải tạo trừ. Cội ở đây là gì? Cội là gốc rễ. Sân là gì? Là cái lòng nóng giận sân hận của chúng ta. Ác thứ chính hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi nơi định đâu có định chừng, cho ta biết mà toan dự trước. Đó là cái sự sân hận nóng giận của chúng ta. Cội si là gì? Si là cái sự mê si tâm tối của chúng ta, không thấy lẽ chánh, điên đảo tà kiến, mê si trái với trí huệ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào? Si mê là mẹ đẻ của muôn tội lỗi, trí huệ là cha sanh của muôn hạnh lành. Không nhận rõ sự lý, tức cái tâm vô minh. Và Thầy mình dạy như thế nào quý vị?
ác thứ 10 đoạn chót mê si nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí nên thường hay nhận ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức. Vậy thì cội sân si là cái nguồn gốc của cái sự nóng giận mê si tâm tối là hai trong tam độc chướng tham sân si, cản trở trên cái bước đường tu tập của tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta. Cho nên thầy dạy mình phải tảo trừ, mà chúng ta biết nha quý vị, mê si khi mà mình sân si lên rồi đó ha, là cái sự mê si của mình nó tâm tối liền ngộ vậy đó. Bởi vì cái thằng sân nó ưa đi với thằng si, sân si mình nóng giận lên, có khi nào mình nóng giận mà mình sáng suốt, mình trí huệ không quý vị? Mình nóng giận là lúc nào mình cũng mê lầm, cũng giống như cái chú gắn nhỏ này. Kể một chuyện vui nghe quý vị. Chú gắn nhỏ này mới vô tình bò vô một cái nhà của người dân. Thì chú gắn nhỏ này bò vô xong thì gặp cái lưỡi cưa nó đang nằm ở giữa đường đó. Thì chú gắn nhỏ mới bò ngang cái lưỡi cưa, sao vô tình cái đuôi của mình quạt cho lưỡi cưa nó mới đứt đi. Thì bây giờ nếu mà mình không nóng giận, mình quay sang mình sẽ nhìn cái lưỡi cưa là nó là một cái vật thể bình thường, đâu phải là cái vật gì để tấn công mình. Nhưng không, chú ta thấy cái đuôi của mình đau quá rồi. Lúc này cái sân nó nổi lên thì nó kết hợp với cái si, bắt đầu quay ngang trợn mắt lên phùng mang ra, mới nói cái tên đó là ai mà sao găng nhiều dữ vậy, sao mà làm cho cái đuôi của mình chảy máu rồi mà còn không biết xin lỗi mình nữa. Bây giờ mình sẽ tiến tới để mình dùng cái nọc độc của mình để mà cắn vô, mặc dù nó nhiều găng hơn mình, nhưng mà mình có hai cái găng độc phải không quý vị? Mình có hai găng độc, bây giờ mình bò tới đó đấy nghe. Mình bò nhẹ nhẹ thôi, bò mạnh nó thì nó biết nó chạy trốn sao, bò nhẹ nhẹ thôi. Bò nhẹ nhẹ tới đó, dùng hai cái găng độc của mình cắn vô nguyên một cái hàm găng của nó để coi đứa nào chết trước. Suy nghĩ gì đó quý vị, bắt đầu tên gắn kia nghe mới bò từ từ vô. Bò vô bắt đầu ngoạm hết trơn cái lưỡi cưa để coi đứa nào găng nhiều thì đứa đó chết trước. Nhưng mà mình có hai cái găng độc, cho nên mình cắn là đối phương sẽ chết ngay. Bắt đầu anh ta ngấu, anh ta nghiến, anh ta cắn hoài, mà càng cắn thì máu nó càng nhiễu ra, đau quá đau rồi, bắt đầu cái buông cái lưỡi cưa ra, lùi sụt lùi lại phía sau, bắt đầu mới suy nghĩ, ủa sao mà nói là cái vật thể gì mà mình dùng hai cái găng của mình mà mình cắn nó không chết, mà sao mình càng cắn mà miệng của mình máu nó càng chảy ra, không biết vụ gì. Bây giờ mình sẽ bò từ từ tới để mà mình quấn nó, quấn xiết chừng nào mà cho nó tắt thở thì bây giờ là nó nó không chết thì mình chết. Tôi kể thôn cừ, tôi gặp chú quay phim cừ tôi cũng cừ theo. Vậy là bắt đầu anh ta mới gần, mới bò lại, bò từ từ sợ đối phương phát hiện. Vậy là bò tới cây cưa, mà cây cưa nó đâu có biết cái gì đâu quý vị, nó là vật vô tri. Vậy là anh ta bò tới, anh ta dùng hết sức bình sinh của mình, anh ta quấn siết chặt, mà siết chặt mà anh ta còn suy nghĩ như thế này nghe. Bây giờ một là ta chết, hai là người chết, còn hai nữa là hai đứa mình chết luôn. Bây giờ hết cách rồi, bắt đầu quấn nghe, quấn siết nghe, quấn siết vô đặng cho đối phương tắt thở đặng chết. Nhưng mà sao quý vị, càng siết chừng nào thì sao máu ở trong thân nó càng chảy ra, tại vì cưa mà nguyên một cái lưỡi cưa nó rất là bén. Thì sao quấn cái thân thể vô đó, quấn càng ngày càng siết siết chặt, gọn hồi đau quá hay sao quý vị, đau quá mà không có buông, phải do cái sự sân si và mê lầm của mình không? Bây giờ mình đau quá thì mình buông ra đi, không, đau quá vẫn quấn, quấn chừng nào cho đối phương chết đó thôi, mong muốn đối phương chết. Nhưng mà rốt cuộc thì sao, mình là cái người chết. Thì quấn một hồi thì sao quý vị, cái bằng sắt mà mình là thân mà sao mà quấn lưỡi cưa cho được. Cho nên quấn hồi chú gắn này chết tươi. Cho nên chúng ta biết khi mà qua cái mỗi chuyện này đó, chúng ta bình tâm, chúng ta suy nghĩ, khi mà cái cơn giận của mình nó giận lên đó, là cái sự tâm tối của mình nó ngu nguội liền. Mình không có phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà. Bây giờ mình, bởi vì Đức Phật dạy nghe quý vị, cái lửa sân của mình mà nó nổi lên đó, giống như mình đang uống thuốc độc mà bắt người ta phải chết. Tại sao mình uống thuốc độc thì mình chết, chứ tại sao mình uống thuốc độc mà bắt người ta phải chết? Là do cái sự sân si của mình, mong muốn người ta bại, mong muốn người ta chết, mong muốn người ta khổ. Nhưng mà rốt cuộc rồi, cái người khổ chính là mình, phải không quý vị? Cho nên cội sân si
là cái sự nguồn gốc của cái sự tâm tối mê muội và nóng giận, thầy dạy chúng ta như thế nào? Tảo trừ. Tảo là gì? Tảo là quét, trừ là loại bỏ. Tảo trừ là quét loại bỏ. Mà quét loại bỏ cái gì quý vị? Sân si. Vậy thì mình phải quét loại bỏ sân si như thế nào? Mình phải dùng cái cây chổi như Ngài Bàn Đặt nghe quý vị. Ngài Bàn Đặt dùng cây chổi để mà quét bụi trừ bẩn, quét sạch bụi bên ngoài lẫn bụi bên trong. Thì hôm nay chúng ta phải tảo trừ, có nghĩa là quét bỏ cái gì? Sân si của chúng ta. Vậy thì mình quét bỏ cái thằng thứ nhất, đó là sân. Thầy dạy như thế nào quý vị? Diệt được nó, tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn ắt không tranh luận khỏi mắt lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Thì bây giờ mình diệt cái sân là mình phải khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi. Mình phải tảo trừ nó nghe quý vị. Mình tảo trừ cái cội gốc rễ của cái sự sân là mình phải khoan dung. Bây giờ khoan dung là như thế nào? Khoan dung là khi cái lửa sân của mình bắt đầu nó phần phật lên. Thì có cái cô kia lại nói, bây giờ cô Trang ơi, khi mà sân si rồi làm sao khoan dung được? Sân si là thấy là muốn đánh rồi, làm sao mà sân si mà sao mà khoan dung được? Thì sao quý vị? Cho nên thầy dạy mình nên phải sao? Tập tánh, phải thường tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng. Mình phải tập cái tánh khoan dung của mình cho mình trước rồi mới tới đối với mọi người. Là sao? Khi cái lửa sân của mình, đồng đạo mình đang nói một cái câu gì đó rất là tội lỗi đối với mình, nói một câu gì đó mà phản bác mình hay là chê bai mình gì đó, thì lúc này cái lửa sân của chúng ta bắt đầu nó nổi lên. Mà mình kiềm chế bằng cách nào quý vị? Mình kiềm chế bằng cách là chúng ta suy nghĩ đồng đạo của mình thương. Tại sao thương? Tại vì vì mình người ta mới phạm ác, vì mình người ta mới phạm vào cái tội khẩu nghiệp, vì mình người ta mới phạm đường ác. Mà khi phạm đường ác rồi thì cửa địa ngục sẽ mở ra, cửa Tây Phương đóng lại, cửa địa ngục bắt đầu mở ra nghe quý vị. Mình phạm trong một trong điều ác thì tất cả cửa chướng đều mở ra một cách nhanh gọn lẹ để chào đón ta. Cái bông sen niệm Phật của chúng ta bắt đầu nó vừa tươi cái nó rủ xuống như thế này, cửa chướng bắt đầu mở ra do cái tâm sân của mình. Cho nên mình phải thương độc đạo của mình, vì mình người ta mới phạm ác, vì mình người ta mới phạm vào cái khẩu nghiệp, lưỡng thiệt kỹ ngôn á khẩu giọng ngữ. Người ta đang nói nặng nói nhẹ mình là vì mình người ta mới phạm ác. Chứ nếu mà không có mình thì người ta đâu có nói nặng nhẹ, không có mình người ta đâu có giận dữ với mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình phải khoan dung đối với họ. Tại vì mình người ta mới tạo ác, bây giờ đâu có mình thì người ta đâu có tạo ác, cho nên mình không được giận quý vị. Mình phải khoan dung đối với những người mà đang làm hoặc là đang chuẩn bị tổn thương chúng ta. Mình phải khoan dung. Nó khó thực hành nhưng mà chúng ta phải gán. Tại vì nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Tại vì một niệm sân nổi lên thì trăm vạn cửa chướng sẽ mở. Hoặc là Phật dạy tiếp là nhất niệm sân tâm khởi, quả thiêu công đức lâm. Có nghĩa là một niệm sân khởi lên thiêu rụi cả rừng công đức mà chúng ta đã gầy công tạo dựng. Cho nên mình phải như thế nào? Diệt cái sân của mình bằng cái sự khoan dung. Hai là nhẫn nhịn, ai chửi mắng thì ta dạ điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Bây giờ mà đồng đạo mình nói câu nặng nhẹ với mình nha, bắt đầu sao quý vị? Mình bỏ đi, mình bỏ về nhà mình đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, khi nào cái tâm của mình nó hết giận đó, bắt đầu gặp lại đồng đạo của mình, nắm tay lôi vô bàn tròn liền. Hôm đó nghe tôi thấy anh giận quá cho nên tôi không nói. Chứ thật ra là hôm đó anh sai đó nghe, chứ không phải là tôi sai. Nhưng mà hôm nay anh hết giận rồi, tôi cũng hết giận anh rồi. Bây giờ mình nắm tay ngồi xuống bàn tròn,
hôm đó là cái chuyện này ABCD gì đó là do lỗi của anh, nhưng vì anh nóng quá, mà nếu mà tôi nóng nữa thì hai người đều nóng. Ở ngoài người ta nhìn vô tôi nói đó, đạo Phật giáo hòa hảo đó, đi cúng tuần đó, đi niệm Phật đó, đi nghe thuyết giảng đó, mà bây giờ cự cãi sôi nổi như thế. Cái đạo của mình là hòa hảo, hòa là thuận thảo, hảo là tốt đẹp, chứ đâu phải là cái đạo mà sân si quý vị. Cho nên mình gây gỗ như thế, người ta nhìn vào, người ta đánh giá mình là chuyện nhỏ, người ta đánh giá luôn cái đạo của mình. Cái đạo của mình là hòa hảo, thuận thảo, tốt đẹp. Cho nên mình tránh cái trường hợp chúng ta gây gỗ lẫn nhau, khi nắm tay ngồi xuống chỉ ra cái lỗi sai của đồng đạo mình, thì lúc này sao? Cái câu nói của mình lúc này nó có giá trị vô cùng đối với đồng đạo của mình. Và tôi tin chắc rằng với quý vị là cái người này từ đây về sau không bao giờ sân si nóng giận với chúng ta. Cho nên mình thực hiện cái hạnh nhẫn nhịn thầy dạy trong cái bài, là tỉnh bản trần gian, sân si phỏng có đều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không truyền kéo dài. Cho nên đây là hai cái phương pháp chúng ta diệt sân, quý vị. Thầy dạy trong bài Tôn Chỉ Hành Đạo, diệt được nó, tâm ta được thảnh thơi, trí ta được thông thả, hãy mở lượng khoan hồng, dung tha kẻ lỗi lầm, hãy nhẫn nhịn không cãi cọ tranh luận hơn thua, làm nảy sanh thêm nhiều hiềm khích. Đây là hai cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta diệt sân, đó là khoan dung, nhẫn nhịn, là chúng ta đã thành được 80%. Kế đó là sao quý vị? Từ bi. Từ bi để độ sân. Mà bây giờ từ bi là sao quý vị? Từ bi ở đây có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nói lên nền đạo của Đức Thầy. Mình sân si, mình nhớ mình đang tu theo đạo của Thầy là đạo từ bi bác ái Phật giáo hòa hảo. Thì sao quý vị? Lúc đó cái sự sân si của mình suy nghĩ đến cái nền đạo của Đức Thầy, mình kìm nén lại. Đó là cái sự từ bi. Ý nghĩa thứ nhất là nói lên một cái nền đạo mà mình tu theo. Mình hôm nay gây gỗ là sao? Trái thuyết từ bi, trái với lời dạy của Thầy. Cái ý nghĩa thứ hai là từ bi ở đây là thể hiện cái tấm lòng của chúng ta đối với đồng đạo của mình, nó hơn cái sự khoan dung lúc nãy. Diệt hung dữ hễ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, sự quán thù đáp là chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mất hết. Cho nên mình độ sân, tảo trừ sân, quét bỏ sân là mình phải khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi. Bây giờ mình quét bỏ thằng si, có nghĩa là mê lầm. Si mê là cái gì quý vị? Là vô minh. Si mê là không có trí tuệ, là vô minh, tâm tối đi theo mình suốt cả quãng đời luôn, giống như ngũ quẩn vậy đó. Si mê, sân nộ, tham lam đều đi theo mình vô lượng ức kiếp. Trong thời buổi hạ quân này mà chúng ta còn ngồi đây đó hay quý vị, là mình đã sống chung với nó nhiều lắm rồi. Mà mình diệt nó không được thì hôm nay qua lời dạy của Đức Thầy, mình phải gắng cố gắng nha quý vị, tảo trừ cho nó ra khỏi cái xác thân của chúng ta. Vậy thì si mê ở đây có nghĩa là tâm tối. Thầy dạy như thế nào? Diệt mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm tránh trực khôn ngoan, đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Mấy cô tính vỗ tay. Cho nên chúng ta diệt mê si là chúng ta phải nương theo cái thuyền giác của mình. Thuyền giác ở đây là gì quý vị? Thuyền giác ở đây là thiền định và trí tuệ, là phương pháp tu huệ mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Trong đây có phương pháp văn tư tu để diệt vô minh, phương pháp diệt vô minh và phương pháp tu thiền và tu tịnh của Đức Thầy. Chúng ta tu thiền là sao quý vị? Chúng ta vào thiền định, khi thiền định nó có rồi, tâm của chúng ta phát khai trí huệ. Thì sao lúc này mình diệt được mê si? Là cái sự tâm tối vô minh của mình kết hợp với phương pháp niệm Phật, tu thiền và tu tịnh. Hai cái phương pháp này giúp cho mình diệt được cái sự mê si. Mà khi mình diệt được cái sự mê si thì sao? Trí huệ của mình phát khai. Cho nên thầy dạy như thế nào? Nên tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi. Giữ tâm thanh tịnh là chúng ta đang tu thiền. Làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật là chúng ta đang tu tịnh. Giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ,
gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ được mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì sao? Màn vô minh sẽ bị diệt mất. Biết sao ngưng lại không quý vị? Cái cô kia tính vỗ tay nữa. Cổ nói sao không vỗ tay? Thấy vậy thôi ngưng lại cho cổ vỗ tay. Thì đó là cái sự thiền định và trí tuệ của chúng ta, là chúng ta diệt phá được cái sự vô minh. Mà chúng ta biết nha quý vị, mê si nó tai hại vô cùng. Vừa qua tôi đọc được một cái trang báo là của Công an Nhân dân đó quý vị, đưa lên trang mạng. Là tôi đọc báo của Công an đó, thì đưa lên hiện tại đất nước Việt Nam của mình đó, ngoài những cái đạo chánh thì có vô số cái đạo tà đang ẩn núp. Và vừa qua thì đội ngũ chính quyền của chúng ta đã diệt trừ một số cái vấn đề là chúng ta mê tín dị đoan, tu theo, thờ theo, nó không có quy trình. Mà sao quý vị, khi mà mình không có cái trí tuệ đó, mình tu theo, mình hành trì theo những cái đạo tà, thì sao tương lai mình không có giải thoát. Cho nên thầy dạy đừng bả đâu tin bướng nghe cạn, làm ngu muội, đọ thân uổng kiếp, kiếp người nó khó có được lắm. Hôm nay mình có được thì gán dùng trí tuệ của mình để phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thật, đâu là chơn, để mình có thể từng bước tu để mà đạt đến cái quá trình giải thoát. Vậy thì đại ý của câu thứ hai, cội sân si cũng phải tảo trừ, là đây là cái nguồn cội của cái sự nóng giận mê si tâm tối của chúng ta. Mình tảo trừ sân bằng cách là khoan dung, nhẫn nhịn và từ bi. Tảo trừ si bằng cách chúng ta nương vào phương pháp tu thiền và tu tịnh của Đức Thầy, niệm Phật, để có trí huệ dẹp phá màn vô minh tâm tối, để đi đến chỗ gì quý vị? Kiến tánh. Đó là thành quả hai câu cuối cùng. Ở trên là cái nhân, hai câu cuối là cái quả. Bây giờ mình diệt trừ được những cái tên tặc đó rồi, thì mình đi đến chỗ kiến tánh, là mình thấy được cái bản thể của mình. Đó là câu thứ ba, đem về giác tánh chân như. Đem về là gì? Mang về. Giác tánh là gì quý vị? Là tánh Phật, tánh giác ngộ có sẵn. Mà tánh Phật là gì? Tánh Phật là tánh bình đẳng giữa Phật với chúng sanh, pháp thân bình đẳng của Như Lai, gọi là bản giác. Đó là tánh Phật mà từ lâu mình đã mất rồi, phải không quý vị? Mình bị tham, mình bị sân, mình bị si, mình bị cái ngã của mình che mờ đi cái bản tánh của mình. Nhưng mà khi mình mới sinh ra, mình đâu có những cái bản tánh này. Cho nên thầy dạy là người mới sanh tánh thiện chờ dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Vậy thì tánh xưa ở đây là gì? Là tánh Phật, tánh giác ngộ có sẵn của chúng ta. Mà giác tánh á, trong kinh Phật gồm có ba nghĩa, đó là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Nhưng mà giác tánh trong Đại Thừa Khởi Tính Luận thì nó thêm năm nghĩa nữa, đó là bản giác, bất giác, thị giác, phần giác và cứu cánh giác. Trong Đại Thừa Khởi Tính Luận thì giác tánh này thêm năm cái ý nghĩa nữa. Trong kinh Phật thì ba ý, trong Đại Thừa năm ý nữa, thì chúng ta có tám ý về cái giác tánh. Nhưng mà quy chung là cái tánh Phật của chúng ta, tánh giác ngộ có sẵn. Rồi thầy dạy như thế nào? Chân như. Chân là gì? Chân là chân thật, không giả dối. Như là gì? Trường tồn vĩnh viễn. Chân như là chân thật, trường tồn vĩnh viễn theo thời gian. Mà trường tồn vĩnh viễn cái gì? Tánh Phật của chúng ta. Mà chân như nghe quý vị cũng giống như giác tánh, cũng có nhiều cái cách gọi khác nhau. Đối với Thiền Tông thì gọi là chánh pháp nhãn tàng. Đối với Tịnh Độ Tông gọi chân như là bổn chánh di đà. Đối với đạo Khổng thì Khổng Tử gọi là thiên lý. Đối với Lão Tử thì gọi chân như là cốc thần. Tùy theo cái cách gọi của các vị nhân hay là các vị tổ. Nhưng mà quy chung lại theo ý nghĩa của Phật và của Thầy thì chân như là chân thật, không thay đổi.
Vậy thì đem về giác tánh chân như là đem về cái tánh Phật, tánh giác ngộ có sẵn trong tâm của chúng ta. Và tánh này chân thật không thay đổi, trường tồn vĩnh viễn đối với ta. Mình diệt trừ tham sân si, mình diệt trừ tham ái, mình diệt trừ sân nộ, thì mình đã đem về cái giác tánh, đó là Phật tánh của chúng ta. Lúc này mê si đã bị dẹp phá hết rồi, màn vô minh đã không còn nữa, thì tánh Phật của mình hiện bày chứ sao, phải không quý vị? Và tánh Phật cũng giống như ngũ uẩn, trường tồn với chúng ta. Nhưng mà sao quý vị? Mình bị ngũ uẩn, mình đi theo nó quá nhiều, mình quên đi trong cái xác thân tứ đại của mình còn có cái Phật tánh cao quý. Mà Phật tánh này trường tồn chung với mình, chung với ngũ uẩn. Nhưng mà do cái sự mê của mình, mình không dẹp phá ngũ uẩn để đi đến chỗ kiến tánh thì sao? Mãi mãi luân hồi trong sanh tử. Hôm nay diệt trừ được rồi, đem về Phật tánh thì sao? Mình đã đắc được Phật tâm. Cái câu thứ ba là cái câu kết quả chúng ta đắc được Phật tâm. Rồi khi đắc được Phật tâm rồi sao quý vị? Sẽ đắc được Phật thân. Đó là kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Kim thân là gì quý vị? Kim thân là thân vàng, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật, nằm ở tướng tốt thứ 12 trong 32 tướng tốt. Đó là kim thân, thân vàng của Phật, thân kim sắc. Mà ở trong sách dạy nghe quý vị, tất cả lông tóc của Phật đó đều có màu xanh, màu xanh biếc như lưu ly xanh. Trên đỉnh đầu của Phật đó, những cái cuộn tóc đều xoay về hướng bên phải và đều xoay về hướng lên trên, rất là mềm mịn và đều có màu xanh như màu xanh của lưu ly, rất là tuyệt vời. Và thân của Ngài là thân vàng ròng. Cho nên chúng ta thấy mà Phật nghe quý vị đi du thuyết mà đặt chân đến một cái vùng đất nào đó nghe nội, mà cái hào quang của Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Ngài thôi, là tất cả tâm của chúng sanh ở nơi đó yêu cầu nhìn thấy Phật thôi, không cần nghe thuyết pháp. Thì sao quý vị? Tất cả màn vô minh tâm tối đều bị xé toạc ra. Nội mà tôi đọc qua sách thôi mà tôi thấy tôi còn quan hỷ đến cái độ như thế này, huống chi mà mình gặp kim thân của Đức Phật thì sao quý vị? Vô cùng tuyệt diệu. Đó là thân vàng, thân kim cang bất hoại của Phật. Thân kim cang của Phật có ba cái đặc thắng. Thứ nhất là không bao giờ hủy hoại, thân mình là hoại, thân kim cang của Phật là không hoại. Thứ hai là hơn hết tất cả các báo. Thứ ba là hơn hết tất cả các chiến cụ. Đây là ba cái đặc thắng của thân kim cang của Phật, vô cùng tốt đẹp. Cho nên hôm nay mình tu làm sao nghe quý vị? Mình gán dẹp phá ngũ uẩn, mình gán dứt trừ cái sân si của mình để mình có thân kim cang giống như Phật. Đem về giác tánh chân như là ta cho chúng ta đã chứng đắc được Phật tâm. Chứng đắc được Phật tâm rồi thì mình sẽ có Phật thân là kim thân thị hiện, là thân vàng của Đức Phật thị hiện, sẽ dứt trừ tử sanh, không còn luân hồi sanh tử nữa, là chúng ta đã vượt khỏi ra khỏi luân hồi sáu nẻo. Cái câu cuối cùng đó quý vị, nó có hai cái ý như thế này. Có người hỏi là tại sao? Vậy thì khi mà mình tu ở hiện tại như thế này, mình tu, mình hành trì giới luật rồi thì mình có chứng đắc được cái Phật thân ở hiện tại không? Có không quý cô? Có. Tại sao gọi là có? Khi mà bây giờ mình nói một cách đơn giản đi, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh, nó có hai nghĩa trong hiện tại và trong tương lai của chúng ta. Trong hiện tại là khi chúng ta tu hành trì giới luật, chúng ta niệm Phật đó heo quý vị, chúng ta niệm tới mà như thế nào? Niệm theo cái bản lai thanh tịnh của Phật. Mình niệm Phật là mình ăn chay, mình giữ giới, mình cúng lại, mình làm hết tất cả các việc thiện đi. Thì lúc đó cái tâm của mình nó thanh tịnh rồi, phải không quý vị? Thanh tịnh một phần rồi, mình không còn sân si, mình không còn nóng giận, nó thanh tịnh một phần rồi thì sao? Thân tướng của mình nó sẽ trang nghiêm. Nhiều khi nghe quý vị bước vô cái hội trường đó, quý vị không biết có gặp chưa chứ tôi gặp rồi. Khi mà vô cái hội trường đang xôn xao ha, mà cái bóng của một người đó bước tới là tự khắc hội trường nó im lặng liền. Là cái đức, cái đức của họ là do cái công phu tu tập nó tỏ ra bên ngoài, giống như kim thân, thân kim cang của Phật. Và chúng ta biết cái người mà hành đạo tinh tấn nè,
cái đức họ có, yêu cầu mà họ xuất hiện trước mặt mình thôi. Mình đang nói chuyện thị phi, mình đang sân si, mình đang nói xấu người này người kia, bắt đầu mình gặp cái người đó tới là tự khắc mình không còn nói xấu nữa. Chúng ta có gặp cái trường hợp đó chưa quý vị? Chứ tôi là tôi gặp rồi. Đó, đó là thân tướng trang nghiêm giống như Phật. Mặc dù chúng ta không giảng sanh, mặc dù chúng ta chưa giảng sanh, vẫn còn sống trong thời buổi hạ quân này, nhưng mà chúng ta đã có cái phước báo là thân tướng của mình rất là trang nghiêm. Trang nghiêm đến nỗi mà khi người khác gặp mình hổ thẹn. Tại sao hổ thẹn? Tại vì người ta gặp mình là người ta thấy như thế nào? Tôi hành đạo yếu quá, tôi không có giữ giới, tôi còn sân si, tôi còn nóng giận, tôi còn tham lam. Tôi gặp đồng đạo đó tu tinh tấn quá, tự động tôi tự hổ thẹn mình nên mình thôi. Và khi gặp người đó rồi mình không còn nói chuyện thị phi nữa, mà mình nói chuyện gì? Chuyện đạo đức. Mà khi cái thân tướng người đó xuất hiện rồi, tự khắc mình nín lại liền, khỏi cần phải nói một cái câu nào hết. Và khi mình nhìn cái thân tướng trang nghiêm, tự khắc mình tu theo cái nền đạo đó luôn, khỏi cần cái người đó nói một câu nào hết. Đó là gì? Cái tướng hảo của chúng ta. Mình tu mà tâm với tướng nó đồng với nhau rồi, nghe quý vị, cái tâm mình như thế nào hiện trên gương mặt mình như thế đấy. Cái tâm của mình còn sân si, cái mặt mình nó gai góc vô cùng, phải không? Nhiều khi nói trời ơi, tu mấy chục năm rồi mà cái mặt nó tối hù, cái mặt nó không có sáng. Cái tâm mình như thế nào là cái mặt mình nó hiện như thế đấy. Cho nên mình quan hỷ, mình hỷ xả, mình từ bi, mình nhẫn nhục đó, mình niệm Phật đó nghe. Mấy cô lớn tuổi đó quý vị, niệm Phật nhiều đó, tôi nói nghe đẹp hết sức đẹp, gương mặt rất là xinh tươi, rất là đẹp. Do cái công đức niệm Phật rồi, tâm mình như thế nào hiển thị bên ngoài cái tướng hảo vô cùng. Và khi thực thi như thế đến mãn đời thì tương lai chúng ta như thế nào? Giảng sanh chắc nịch như thế, giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh có thân vàng giống như Phật thì sao? Dứt trừ tử sanh. Mà trong kinh của Phật dạy như thế này quý vị, tôi đọc mà tôi ham lắm nghe. Phật dạy như thế này: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, mọi việc đã xong xuôi, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thấy sao quý vị? Nó nôn còn hơn là mình lên chức nữa. Bây giờ là sanh đã tận rồi, là không còn sanh tử nữa. Phạm hạnh đã thành, mọi việc đã xong xuôi. Chàng ơi, tôi nghe cái câu mà mọi việc đã xong xuôi rồi đó ha, nó mừng một cái. Mọi việc đã xong xuôi, không còn trở lui trạng thái này nữa, là không luân hồi sanh tử nữa. Có phải là cao quý vô cùng không quý vị? Rất là tuyệt vời. Vì thế mà chúng ta phải gán diệt trừ những cái bản ngã trong tâm của chúng ta, để khi mà mình còn hiện tiền trong thế gian này, tâm của mình cũng thanh tịnh, tướng của mình cũng trang nghiêm, gương mặt của mình cũng từ hòa. Để chi? Độ mình. Trước tiên là phải độ mình. Mình tu mà mình không độ mình, mà muốn độ người khác là không được. Mình không ăn cơm mà bắt người khác ăn cơm là sao? Mình đói. Cho nên mình phải độ mình trước, độ mình và độ người thì sao quý vị? Mới hoàn mãn, và tương lai chúng ta mới được giải thoát tịnh lạc. Kính thưa toàn thể chư quý vị, vậy thì qua bốn câu kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thầy: phá ngũ quẩn rứt lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Qua bốn câu kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thầy, hai câu đầu Đức Thầy dạy chúng ta phải diệt trừ năm cái tên tặc, đó là sắc thọ tưởng hành thức, bằng cách diệt trừ tham sân si nhân ngã. Bên cạnh gứt lần sự tham ái là chúng ta phải thực hiện gươm trí huệ của mình bằng cách niệm Phật và giữ giới. Có gươm trí rồi thì chúng ta mới gứt được cái sự tham ái của mình. Và cộng thêm mình phải tảo trừ cái sự sân si nóng giận của chúng ta bằng cách khoan dung, nhẫn nhịn, từ bi để độ sân. Và độ si là chúng ta phải thực hiện phương pháp diệt vô minh của Đức Thầy. Đó là phương pháp tu huệ, là chúng ta phải thực hiện tu thiền và tu tịnh. Khi tu thiền và tu tịnh hoàn mãn rồi, trí huệ mình phát khai thì sẽ dẹp phá được màn vô minh. Khi hoàn mãn tất cả những điều trên, mình sẽ đạt được một cái kết quả, đó là tâm của mình thanh tịnh,
là chúng ta đã đạt được Phật tâm, tâm thanh tịnh, trí huệ phát khai, tương lai đi đến sự giải thoát là chúng ta đã đạt được Phật thân trong bản thể của mình. Đó là cái kết quả trong quá trình tu tập, và đó là một trong vô số phương pháp mà thầy dạy cho ông Còn nói riêng và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, phương pháp phá ngũ quẩn để đi đến chỗ kiến tánh. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, qua cái chuyên đề này chúng ta cảm nhận một điều: con người của mình trên thế gian sống như thế này đều bị với sự chi phối của tham sân si nhân ngã. Gốc gọn trong hai con này phân tích nãy giờ chỉ quy ra cái vấn đề là tham sân si nhân ngã thôi quý vị. Và tham sân si nhân ngã này nó đã điều hành, đã chi phối và đã theo mình vô lượng ức kiếp rồi. Cho nên hôm nay mình phải tảo trừ nó, mình diệt nó để chi quý vị tâm mình thanh tịnh. Lửa sân không còn, sân không còn thì si cũng không còn. Mà si không còn thì trí huệ phát khai. Thì sao? Trí huệ phát khai thì tâm của chúng ta định. Tâm định trí huệ phát khai thì tương lai sẽ giải thoát một cách hoàn mãn. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng cầu chúc cho toàn thể chú quý vị ở đây và đoàn lập phim là Ban Trị sự xã An Bình A cùng với cô Bảy Miền Tây và tất cả quý vị thực hiện quá trình truyền pháp như thế này thì đã đem lại cho cái lợi lạc cho đạo của mình rất là lớn. Chúng ta biết hội trường của mình chỉ có 200 vị, nhưng mà những vị quay phim ở đây đem về đăng lên tất cả các trang mạng thì cái sự coi và cái sự hành theo đó có thể là 1.000 hoặc là 2.000 người quý vị. Nhiều khi người ta đâu có đi đến hội trường này đâu, nhưng mà do cái sự truyền pháp một cách gián tiếp của những vị quay phim này mà những vị đó ở nhà có thể mở lên xem trực tiếp, trao sữa và thực hành tu theo, thì công đức của những vị này có phải là giống như những vị giáo lý viên truyền pháp không quý vị? Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay đối với những vị này. Cho nên chúng ta phải hoan hỷ để mà hỗ trợ với nhau, cùng nhau thực hiện cái quá trình truyền pháp của Đức Thầy để cho chúng ta thấy nền đạo của mình phát khai một cách rực rỡ. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng một lần nữa cầu chúc cho toàn thể chư quý vị được thân khỏe tâm an, tu hành tinh tấn. Và nhớ nghe quý vị, phải diệt trừ cái sự tham sân si của mình cho hoàn mãn thì tương lai mình mới có thể như thế nào? Ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng ba về, cực lạc một đàn. Xin mạn phép trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời và ý nghĩa khi chúng tôi ở đây được lắng nghe những chia sẻ vô cùng quý báu, những câu từ của giáo lý viên là những kiến thức tràn đầy trí thức uyên bác và trí tuệ giúp chúng tôi hiểu sâu sắc lời dạy của Đức Phật. Tôi xin chân thành cảm ơn đến giáo lý viên rất nhiều và chúc cho giáo lý viên được dồi dào sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, đạo quả viên dung, vạn sự cát tường. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị tặng thêm cho một tràng pháo tay. Từ một phút trang nghiêm bắt đầu, kính lễ Đức Phật, kính ngôi, kính lễ các quỳnh giáo chủ, kính ngôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị an tọa. Chuyển sang phần nội dung, mở đầu.